Handbook. Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn một nam rapper đình đám nhất hiện nay. Và điều đặc biệt, anh ấy là nam ca sĩ nhạc rap có mức cachet nằm trong top cao nhất ở Việt Nam. Hãy cùng Bandbook tìm hiểu về nam ca sĩ này nhé. Đối với những bạn trẻ yêu phong cách âm nhạc mới lạ, trẻ trung và độc đáo thì hẳn không còn xa lạ với Binzy, anh chàng điển trai sở hữu một lượng fan đông đảo bởi chất giọng trầm ấm và những ca khúc sôi động. Binzy được biết đến là một chàng hoàng tử rapper ở Việt Nam. Binzy tên thật là Lê Nguyễn Trung Đan, sinh năm 1988 tại Gia Lai. Sau đó anh có thời gian sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ từ năm 2005. Anh xuất thân trong gia đình không có truyền thống và ít liên quan về nghệ thuật, nhưng lại được nuôi dưỡng bởi người mẹ có đam mê âm nhạc rất lớn. Binzy cũng bộc lộ tài năng khá sớm và được gia đình ủng hộ. Niềm đam mê âm nhạc của Binzy lớn dần theo năm tháng và anh đã quyết định bước chân vào con đường nghệ thuật và giải trí để thỏa mãn đam mê của mình. Âm nhạc đến với anh một cách tự nhiên như cách mà anh sáng tác và trình diễn. Chỉ từ một bài nhạc rap tình cờ nghe được, anh đã yêu thích và theo đuổi nó. Binzy từng chia sẻ, vào một ngày đẹp trời, anh vô tình nghe một bài nhạc rap và cũng chính từ bài nhạc này đã định hướng bản thân anh theo thể loại nhạc rap. Ngoài ra, một người cũng ảnh hưởng đến sự nghiệp âm nhạc của Binzy chính là rapper Cá Chép. Nhờ vào Cá Chép mà anh nhận ra khả năng của mình có thể đọc rap ngay từ những buổi đầu khi bước chân vào nghề. Anh bắt đầu tham gia vào cộng đồng Underground Việt năm 2008, nhưng phải đến năm 2010 thì khán giả mới chính thức biết đến anh. Trong thời gian đầu của sự nghiệp, anh cũng gặp không ít những khó khăn khi anh được đánh giá là không phù hợp với xu hướng âm nhạc hiện đại. Nhưng không vì thế mà nản lòng, anh tiếp tục phát hành ca khúc mới là bài Thay Sai vào năm 2017. Sau đó, anh chính thức gia nhập Spy Beatker. Đến năm 2018, anh phát hành lần lượt 3 ca khúc, Sao Cũng Được, Zen và Sofa. Trong đó, Sofa là bài hát được hơn 30 triệu view cho bản audio. Vì vậy, anh quyết định vay MV cho ca khúc này, và đây cũng là MV đầu tiên của Binzy. MV này cũng khá thành công và cũng là bước đầu trong sự nghiệp của anh. Đầu năm 2020, Binzy gửi đến công chúng bài hát OK và được đánh giá là ca khúc hay nhất của Bin. Đến ngày 5 tháng 7 năm 2020, anh cho phát hành ca khúc Big City Boy và đã lọt vào top thịnh hành của nhiều quốc gia. Ca khúc này cũng được Bin hát trong cuộc thi chung kết Hoa hậu Việt Nam. Cũng trong năm 2020, Binzy tham gia chương trình Rap Việt trong vai trò là huấn luyện viên. Nam rapper được nhiều thiện cảm của khán giả với cách nói chuyện khiêm tốn và đã đưa ra những lời khuyên bổ ích cho nhiều thí sinh. Sau đó, Binzy tiếp tục với ca khúc 021, nội dung bài hát kể về hành trình 10 năm hoạt động nghệ thuật của mình. Sau đó, anh hợp tác với ca sĩ Subin cho ra đời ca khúc Black Sắc. Bên cạnh đó, anh còn là nam rapper từng kết hợp cùng với nhiều nghệ sĩ đình đám điển hình như Mỹ Tâm, Hoàng Thị Linh. Những tác phẩm kết hợp với phù thủy âm nhạc Juliver luôn là tâm điểm của nhiều fan hâm mộ. Từ đó, anh chàng được cho là một hoàng tử rapper ở Việt Nam. Sở hữu chất giọng trầm ấm, ngọt ngào với cách xử lý kỹ thuật âm tốt, cộng thêm phong cách biểu diễn, thời trang mới mẻ, Binzy luôn mang đến cho người hâm mộ những sản phẩm âm nhạc chất lượng nhất, độc đáo và cực ấn tượng. Với những sáng tạo mới lạ, anh được khán giả yêu mến và biết đến rộng rãi hơn. Gu âm nhạc của anh chàng khá thời thượng, đang xen giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Hiện nay, kênh YouTube của ca sĩ Binzy tính tới tháng 12 năm 2020 đã đạt được 1,5 triệu lượt đăng ký và hơn 343 triệu view. Đây được xem là thành tích đáng nể của giới rap Việt. Sau nhiều năm gây dựng sự nghiệp, thành quả anh đạt được thể hiện qua lượt view khủng trên kênh YouTube. Những bài hát có lượt view khủng cao nhất như ca khúc 021 được 13 triệu view, bài Big City Boy được 68 triệu view, OK được 59 triệu view và Sofa 35 triệu view. Theo nguồn tin cho biết,
thì cách C lúc đầu của Binzy chỉ tầm 300 triệu. Tuy nhiên, sau đó tiếp tục tăng và đã bắt đầu đưa con số là 450 đến 500 triệu đồng cho một đêm diễn. Được biết thì ở thời điểm hiện tại, anh cũng chính là nam rapper có mức cách C cao nhất ở Việt Nam. Không chỉ về âm nhạc, phong cách thời trang của Binzy cũng nổi bật không kém. Tông chủ đạo của anh là màu hồng trên nền trang phục thời thượng và nam tính. Anh chàng còn có ý định trồng răng kim cương giống những rapper ở Mỹ. Phong cách thời trang hip hop luôn là điều mà anh hướng đến. Theo như Bin chia sẻ, anh yêu thích màu hồng khá lâu rồi, nhưng giờ mới dám sử dụng vì định kiến về giới tính và màu sắc. Anh muốn xóa bỏ đi định kiến này. Ngoài ra, anh chàng còn được gắn với biệt danh là bad boy của làng giải trí. Bởi vẻ bề ngoài điển trai và ngoại hình chuẩn, anh chàng có thể được gọi là đào hoa và được khá nhiều các fan nữ theo dõi. Qua video hôm nay đã giúp các bạn hiểu thêm về tiểu sử của anh chàng rapper nổi tiếng trong giới rap Việt, Binzy. Các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh YouTube và theo dõi trang fanpage để đón xem những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hansbook, sách và phát triển bản thân.